Tại Việt Nam, tỷ lệ thừa cân và béo phì đang tăng nhanh, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Ở các thành phố, cứ 4 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 19 thì có hơn một người bị thừa cân hoặc béo phì. Nhận định được bà Angela Pratt, trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đưa ra tại hội thảo chia sẻ thông tin với báo chí về đồ uống có đường do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tổ chức Nhịp cầu Sức khỏe Canada tổ chức. Tham dự có đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ chức Y tế Thế giới, Viện Dinh dưỡng Quốc gia và các chuyên gia y tế. Còn theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ trẻ em thừa cân, béo phì tại các thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã lên tới 40%. Theo các chuyên gia y tế, béo phì là nguyên nhân hàng đầu gây ra các căn bệnh không lây nhiễm như tim mạch, huyết áp, tiểu đường và tỷ lệ trẻ em mắc các căn bệnh không lây nhiễm có xu hướng gia tăng. Một trong những nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì là tình trạng sử dụng đồ uống có đường. Ở Việt Nam, trong 10 năm qua, người dân đã sử dụng đồ uống có đường nhiều hơn. Trung bình, người dân Việt Nam tiêu thụ 1 lít đồ uống có đường mỗi tuần. Con số này có thể còn tăng cao ở nhóm trẻ từ 10 đến 18 tuổi. Một lon nước ngọt thông thường sẽ chứa khoảng 35 gram đường, với rất ít hàm lượng dinh dưỡng. Trong khi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi người không nên sử dụng quá 25 gram đường mỗi ngày và nên giới hạn sử dụng không quá 235 ml đồ uống có đường mỗi tuần. Để làm giảm tác hại của đồ uống có đường đối với sức khỏe, người dân cần thay đổi nhận thức về sử dụng đồ uống có đường. Nhà sản xuất cần ghi nhãn dinh dưỡng trên các sản phẩm đồ uống. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng một trong những giải pháp hạn chế tác hại của đồ uống có đường là cần có chính sách kiểm soát tiêu thụ đồ uống có đường thông qua chính sách về thuế của nhà nước.